Vương Ngữ Yên, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần và tâm hồn kiêu sa. Vương Ngữ Yên, một nữ nhân được trời phú cho vẻ đẹp như sắc nước hương trời và tư duy mẫn tiệp hơn người, không chỉ là một tượng đài của vẻ đẹp ngoại hình mà còn là người hiểu biết sâu sắc về võ thuật. Cô là người giữ hầu hết kiến thức võ thuật trong thiên hạ, trừ duy nhất lục mạch thần kiếm của Đoàn gia phái. Ai ai cũng phải gọi cô là từ điển sống của võ học, với khả năng nhận diện và phá giải mọi chiêu thức một cách thuận lợi một không học võ công nhưng vương ngữ yên đã trở thành mục tiêu của nhiều thế lực muốn bắt cóc cô để tận dụng sức mạnh của mộ dung phục và học được những chiêu thức võ công quý hiếm từ cô hai vương ngữ yên được hiểu là con gái của vương phu nhân chủ nhân của mạng đà sơn trang và đoàn chính thuần cô là cháu ngoại của vô nhai tử và lý thu thủy cũng là em họ của mộ dung phục thanh mai trúc mã với mộ dung phục vương ngữ yên luôn mang trong mình ước mơ trở thành vợ của mộ dung phục ba gặp đoàn dự tại mạng đà sơn trang vương ngữ yên đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên với vẻ đẹp tinh khôi khí chất thanh thuần gợi nhớ đến thần tiên tỷ tỷ, em gái của bà ngoại Lý Thu Thủy của Ngữ Yên mà đoàn dự tình cờ biết đến, khiến đoàn dự ngày đêm tương tư. 4. Tình cảm ban đầu của Ngữ Yên dành cho mộ dung phục, nhưng khi nhận ra ý định của hắn dành cho công chúa Tây Hạ, cho mục đích riêng, cô hiểu rằng anh chưa bao giờ yêu mình. Bị tổn thương, cô tự thả mình xuống giếng nhưng được đoàn dự cứu sống. Tại đây, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên, đau khổ khi biết mình là em gái của đoàn dự khiến Ngữ Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn năm cuối cùng khi bí mật được hé lộ đoàn dự đã tiết lộ sự thật về ngữ yên cũng như với một quyển thanh chung linh a tử cô không phải là em ruột của anh và khi đoàn dự trở thành hoàng đế đại lý ngữ yên được lập làm hoàng hậu một kết thúc tuyệt vời cho một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng như vương ngữ yên